Hồi xưa trên đường hay có máy bỏng ngô, mang theo một ít ngô, sau đó xếp hàng chờ đến lượt. Bang! Là có một rổ bỏng ngô thơm lừng được ra lò. Tại thời điểm đó, đây chính là món ăn vặt cực ngon. Hôm đó đang chơi ở nhà ông nội, tôi vô tình phát hiện ra trong nhà kho một chiếc máy nổ bỏng, dùng để làm bỏng ngô. Ai sao ông nội lại có thứ này? Tôi thắc mắc, nên đã thực hiện điều tra ông nội. Hóa ra trước đây ông nội cũng từng kinh doanh bỏng ngô. Thật không ngờ, ông nội lại có khả năng này. Tôi muốn xin ông biểu diễn một lần. Ông nội lại nói, thứ đó đã bị bỏ ở đó quá lâu, đã hỏng không thể sử dụng được nữa. Tôi nghĩ nó rõ ràng là ổn, ông chỉ là không muốn cho tôi xem. Nên tôi lên kế hoạch, mình sẽ tự tay làm bỏng ngô. Thế là tôi lặng lẽ mang chiếc máy nổ bỏng về nhà. Không ngờ nó nặng thế, hồi đó tôi còn bé, không đủ sức kéo nó quá 10 mét. Tôi phải đi tìm anh hai cũng đã rất hào hứng. Vậy là hai anh em hợp tác, mang máy làm bỏng về nhà. Hãy cùng nhau tái hiện lại vinh quang của thứ này bằng những cú nổ. Theo ký ức đã từng xem người ta làm, hai chúng tôi bắt đầu với sự tự tin. Anh hai đốt lửa, tôi phụ trách quay máy. Nhưng vấn đề là phải đốt trong bao lâu? Chúng tôi không chắc chắn lắm. Thời điểm đó không có đồng hồ, tất cả phụ thuộc vào cảm giác. Theo nguyên tắc giết nhầm hơn bỏ sót, chúng tôi quyết định nướng lâu hơn. Ai biết được áp suất trong máy tăng cao do đốt quá lâu. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo là một làn khói dày đặc. Chiếc nắp đậy văng ra, bay đi như một viên đại bác. Lúc này bố vừa đi chăn trâu về, vừa bước tới sân. Đúng lúc tiếng nổ lớn được vang lên, bố giật nảy người, con trâu già cũng sợ hãi. Cũng thật trùng hợp, chiếc nắp máy bắn ra từ vụ nổ, vô tình bắn vào chân con trâu khiến nó đau đớn hét lên, chạy đi như điên. Bố hay quấn dây thường quanh tay, vẫn chưa kịp hết bàng hoàng, ngay lập tức bị kéo đi theo. Tất cả điều này xảy ra trong một tia chớp, nó quá nhanh khiến bố không có thời gian để phản ứng, không thể buông sợi dây trói chặt trong tay mình. Con trâu già kéo bố đi, biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Còn tôi và anh hai, một giây trước vẫn đang đắm chìm trong ảo mộng được ăn bỏng ngô. Sau cú nổ, dường như đã nghe thấy thiên đường vẫy gọi. Hai người đứng đó ngơ ngác, cơ thể run rẩy không kiểm soát được, đầu kêu ong ong, vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Hàng xóm nghe tiếng động liền đến, cứ gọi tên chúng tôi, nhưng tai tôi như bị đầy nước không nghe rõ. Tôi cảm thấy như mình đã bị điếc tạm thời rồi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm viện, bố cũng đang ở đây, khuôn mặt đầy vết sẹo trông rất đau đớn. Tôi nghe hàng xóm nói có người đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc trong mương, mới phát hiện ra bố tôi. May mắn thay, khi bố bị kéo đi, đã bị vướng vào bụi cây nên chiếc dây bị tụt ra. Nếu không hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Anh hai và tôi không có ảnh hưởng gì nhiều. Sau này chúng tôi đoán, chắc là do nắp không được đóng chặt trong quá trình đốt, để lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.